Em chào anh chị, hôm nay con Tử Thái Bình Dương xin giới thiệu với anh chị trọn bộ cân điện tử thử tuổi vàng ạ. Đây anh chị nhìn thấy, thứ nhất là chúng ta sẽ có mũi cân điện tử để cân đúng thông tư 22 của ngành vàng, là cân AOI của Shimizu của Nhật. Trong cái tủ kính anh chị thấy không ạ? Cái thứ hai là một cái tủ kính gồm có tủ đựng cân ở trên và tủ nước ở dưới, lồng kính nhíp bạc để thử vàng, và cái thứ ba là cái máy in, cái thứ tư là cái máy tính của anh chị. Đây mở cái máy tính lên em, máy tính của anh chị này. Máy tính để làm gì? Để kết nối vô cái phần mềm thử tuổi vàng, phần mềm in tem để mà đây của máy in tem này, đây để anh chị in ra cái tem để dán gắn lên sản phẩm của mình. Đây, anh chị nhìn thấy không ạ? Trong cái video clip này thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách, cái bước mà để anh chị làm thao tác như thế nào. Đầu tiên là em đang làm cho cái vàng bạc của cửa hàng vàng bạc Phúc Quý ạ. Trên phần mềm anh chị có thể nhìn thấy, thứ nhất á, là nó thể hiện ba cái trọng lượng. Thứ nhất là trọng lượng cân khô, thứ hai là trọng lượng cân nước, thứ ba là cái tuổi vàng, thứ tư là để quy đổi ra là thành bao nhiêu chỉ, lượng chỉ phân ly gem. Anh chị nhìn thấy không ạ? Rồi trong cái, em sẽ quay gần lại để anh chị có thể nhìn thấy được trên con tem nó hiện cái gì. Tem nó hiện cái gì? Em giới thiệu về cái tem trước, cái máy in tem trước. Tem này nó sẽ hiện được cái thông tin cân của anh chị, thông tin cân của cửa hàng anh chị, và trọng lượng, ngày tháng cũng như địa chỉ. Anh chị muốn ghi cái gì thì mình nhập vào đây, sau đó mình sẽ kẹp cái này lại trên phía sau của cái sản phẩm. Và thứ hai là cái lồng nước, lồng kính. Đây anh chị nhìn thấy không, trong này nó có một miếng vàng, mình bỏ vàng vô trong nước như thế này. Trước khi mà mình muốn thử vàng thì mình có một cái lồng kính để mà mình vệ sinh cái vàng, lồng kính nhỏ như thế này. Đây cái lồng kính nhỏ như thế này, sau đó mình bỏ nước vào đây và mình vệ sinh cho vàng cho nó sạch, sau đó mình mới bỏ vàng vào trong cái lồng kính nước bên trong đó. Có một cái để anh chị thấy miếng vàng ở trong, sau đó mình bỏ lên mình cân, mình cân trước, mình bỏ xuống đây. Và khi mình bỏ xuống đây thì tự động cái phần mềm thử tuổi vàng nó sẽ hiện lên trên máy tính của anh chị. Mình sẽ quay tổng quan về cái cân như thế này. Đây là tổng của bộ phần mềm. Đây anh chị ạ, đúng thông tư 22 của anh chị. Đây anh chị nhìn thấy. Cảm ơn anh chị. Chúc cửa hàng vàng bạc Phú Quý khai trương hồng phát, làm ăn phát tài. Em cảm ơn anh chị.